Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Chăm lo cho quý tử hết mực, vậy nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại khiến mẹ chồng lo lắng, không yên vì lý do gì? Tiết lộ của một blogger trong làng giải trí về mối quan hệ giữa mẹ Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Tháng 4 năm 2021, làng giải trí xứ Trung chấn động trước thông tin Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong chính thức ly hôn. Cả hai khiến người hâm mộ suýt xoa tiếc nuối vì cuộc hôn nhân quá ngắn ngủi, thậm chí còn chưa kịp có một đám cưới đàng hoàng. Chính vì lý do này, vô số tin đồn về mối quan hệ của nữ diễn viên với gia đình nhà chồng được lan truyền trong giới. Một blogger mới đây đã có bài viết được cho là ám chỉ về cuộc sống hiện tại của Triệu Lệ Dĩnh. Người này đã miêu tả sao nữ trong tin đồn với đặc điểm như có gương mặt tròn và vừa sinh con xong. Chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, sao nữ này sẽ tới đón con để chăm sóc. Vậy nhưng, mẹ của Phan Su Phan, được cho là Phùng Thiệu Phong, lại tỏ ra không vừa lòng. Bà sợ rằng cháu trai của mình sẽ chịu cảnh thiệt thòi, uất ức. Thậm chí bà còn lo sợ rằng con dâu không biết cách chăm sóc chu đáo. Trên thực tế, mối quan hệ giữa mẹ chồng, nàng dâu, nhà tài tử họ Phùng đã được đồn thổi trong giới bấy lâu nay. Có thông tin cho hay, lý do mà Triệu Lệ Dĩnh ly hôn là vì bất hòa với mẹ chồng. Sau khi cặp đôi nổi tiếng quyết định đường ai nấy đi, bố mẹ Phùng Thiệu Phong liền thúc giục con trai đi tìm tình yêu mới. Cả hai nhân vật chính đều không lên tiếng đính chính, khiến cho người hâm mộ bán tín bán nghi. Mặc dù đối diện với vô số tin đồn, song Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang lạc quan và dồn tâm sức của mình cho sự nghiệp. Xuất hiện trong các chương trình gần đây, người đẹp họ Triệu gây ấn tượng với hình ảnh tích cực, nhan sắc liên hương vùn vụt khiến các fan ngẩn ngơ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.